xe mua lại mà ô đô tua. Rồi cái phần máy này thì mình chế bụng ha, chế bụng ra thì làm cái phần bên trong. Đại loại là nó kêu cái máng nhớt này, máng nhớt cơ giòn. Xe này bị máng nhớt cơ giòn nha, cơ giòn nó bung ra nó mốt méo nó kèm lắm á. Xe này đã từng làm rồi nha, chứ không phải là xe zin nữa. Người ta làm xong rồi nó trục máng nhớt cố gắng giữ lại thì tiết kiệm, nhưng mà nó bung ra xong nó kẹ vào trong cái lốc thì nó kêu sẹt sẹt sẹt. Đó, lên ga là sẹt sẹt. Còn cái tè thì cao su quá lỏng luôn, mình sẽ vô một bộ cao su mới nha. Bộ cao su mới nó sẽ khít lại thì nó đỡ nó rung lắc, đỡ nó đỡ phải giọng kêu này kia. Đó, thì khắc phục được phần đó. Còn phần lốc thì mình tháo ra thì thấy bốn cái bạc đạn. Bốn bạc đạn hư thì ở đây mình sẽ thay thớ là bốn cái SKF nha. Hồi trước mình làm SKF khá nhiều, nó rất ok, xài rất ngon lành. Anh nhiều anh em mình xài qua thấy cũng ok rồi. Nó rất là bền ha, rất là bền, đi lâu dài. Có cả trong máy người ta cũng xài SKF, cũng có một số Na Chi cũng có một số SKF nha, máy winner á. Còn mà những cái dòng máy như Suzuki Rider thì người ta xài toàn SKF không. Phần lốc thì mình rửa mà dán keo lại, mình dán rửa hết mấy cái keo cũ ha. Thì người ta dán keo này, keo cũ này thì rửa sạch sẽ xong rồi mình sẽ ấp vô lại. Xong rồi còn phần đầu lòng mình có phục hồi đầu lòng, còn cái đầu thì mình thay số bắp này kia. Thì cái phần đầu thì mình chưa có xử lý xong nên là hiện tại mình ráp phần lốc trước, xong mình ráp cái phần đầu lòng sau nha. Rồi thì mình ráp máy mình quay là cái đoạn bụng máy đúng không, cái phần bụng máy rất là quan trọng nha. Nó có trục trặc gì á thì nó sửa chữa rất là cực, rất là khó khăn nên mình làm rất là kỹ. Thì bên mình toàn thay bạc đạn xịn ha, thạc đạn SKF rồi ép dơn rồi làm vô cao su tạ. Có cái cao su nó hơi dập dập mà lông lóng một xíu mình cũng sẽ làm lại mới nha. Còn cái đầu lòng thì dễ anh em, ví dụ như nó có lỗi gì đó thì mình có thể khắc phục, nó đơn giản. Còn cái phần bụng thì anh em phải chạy máy ra, tốn rất nhiều thời gian nên phải làm cực kỳ kỹ. Thì phần lòng mình cũng làm kỹ, phần đầu là kỹ, nhưng mà nó nhiều khi nó sai sót á thì nó cũng dễ xử lý hơn. Rồi thì phần lòng này mình có sấy lại trái bê tông zin nha, rồi mọi thứ là sử dụng lại đồ zin hết, chỉ có cái đầu thay hai cây số bắp đây này, hai cây số bắp xẻ nha. Hai cây số bắp xẻ thì nó thường nó rất là rơ, thì tốt hơn hết anh em mới thay là ok ha, thay là ngon lành. Rồi mình mới vô nhớt này kia rồi nổ máy thử đỡ, trước khi ập nắp chào là mình sẽ xác định kỹ là nhớt nó lên mạnh hay yếu, bắt đầu mình mới đậy cái nắp lại nha. Nãy giờ mình thử nhớt rồi nó cũng nhiều xuống dưới đây này. Rồi có một cái số lỗi nữa thì anh em hết sức lưu ý là đây là cái sin mà trong cái kim phun á, nó bị tét như thế này á, nó bị tét như thế này á thì nó nhiều khi nó xui là mất căng ti luôn, không nổ máy được. Nếu mà nó bị lọt gió vô thì nó lại òa ra. Rồi thì cái lỗi này nói chung là không có va chạm nhiều thì nó cũng bật sù đầu ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho anh em xem thử là nhớt nó lên mạnh như thế nào nha. Nhớt lên bao mạnh. Rồi. Nói chung là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Thì cái đường nhớt mình làm thông thoáng, mình vô lại ron zin không dán keo thì đảm bảo nhớt lên rất là mạnh. Rồi mình ụp nắp lại xong mình đổ nhớt và đổ nước mát xong rồi rô đai ha. Tại vì làm đầu lòng dơn thì rô đai phải cực kỳ kỹ nữa nha. Cái đợt trước là hả anh chạy ra cứ anh cũng tại vì anh hay đi xa lắm. Được cái lúc mà làm á là 18.000 mà cái lúc mà giao xuống là 35.000. Nói chung là ok, em nói chung là em giữ lại hết những cái nào mà có thể xài được, còn thấy mấy cái là quẹt bo hết rồi xong rồi ok. Rồi giờ chạy rô đai nữa là ngon lành nha. Rồi giao xe.